Thưa quý vị, chiều qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể với nhiều điểm mới, chủ yếu tập trung ở bậc trung học phổ thông. Theo dự thảo mới, học sinh lớp 10 sẽ học nhiều môn bắt buộc nhất vì đây được coi là năm chuẩn bị cho định hướng nghề nghiệp và chốt lại các kiến thức căn bản của học sinh. Sang đến lớp 11 và 12, học sinh sẽ học tự chọn nhiều hơn, số môn bắt buộc giảm xuống đáng kể. Sẽ còn nhiều môn học mới xuất hiện trong chương trình như môn công nghệ và hướng nghiệp ở bậc trung học cơ sở, môn thiết kế và công nghệ ở bậc trung học phổ thông, môn nghệ thuật được thiết kế xuyên suốt ở tất cả các lớp. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cũng là phần nội dung xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 được coi là một trong những điểm mạnh của chương trình này.